Mệt ghê quá vậy. Trời ơi, người ta quýt sáo nghe thơ mộng, nó lãnh lót gì, còn Dự quýt sáo sao nó kỳ cục vậy không biết nữa. Mà tại vì đứng đây từ nãy giờ là rất là mệt mỏi, kiên nhẫn đợi một người bạn đồng hành ở tập này với Minh Dự, đó là Kim Đào. Mà không biết đi ăn đi uống gì, xin là đi ăn có ly chè thôi đó, mà đợi từ nãy giờ gần tới giờ để mà vô nhà khách mời quay rồi mà chưa thấy. Đào! Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cứu Dự ơi, Dự cứu. Gì cứu. Dạ? Trời ơi, bị người ta rượt đánh. Sao rượt? Đi ăn cắp đút áo người ta rượt đánh. Ăn cắp đút áo người ta rượt đánh. Đấy này nghe ngộ nha, hồi nào giờ ăn cắp tiền, ăn cắp vàng, ăn cắp đồ, thậm chí ăn cắp điện thoại, điện đi ăn cắp đút áo không chị? Không, ông đang cần đút áo. Ủa? Không nha, bữa nay mà áo thun không có nút à. Ở đây cũng có. Không, cái này lấy nút ra là coi chết luôn á. Cái này lấy nút ra là coi chết luôn á. Nhưng mà đang cần nút lắm, đang gì? Nè, đang làm tranh bằng nút áo nè. À, tranh bằng nút áo hả? Ủa, tới đây là thiếu nút hả? Hay đó. Hèn chi chữ Kim Đào mà thiếu nút mới chữ Kim Đào chị. Đó, bởi vì bây giờ đang cần nút dữ lắm luôn. Mà tức quá, bao nhiêu nút ở trong nhà là lấy áo mẹ, lấy áo bà ngoại, lấy áo bà nội là gắn vô hết rồi mà thiếu nè. Ủa, tính ra nhà thời điểm này chắc nhiều quần áo lắm phải không? Tại mua đồ để lặt nút thôi đó. Đâu có đâu, lén lấy trộm của mẹ luôn á, chứ đâu có được. Nhưng mà từ đâu mà nảy sinh ra cái ý tưởng làm tranh bằng nút áo? Thì tự Dự đó. Dự nói với Đào là hôm nay sẽ dẫn Đào đến một cái nhân vật mà người ta làm tranh bằng nút áo không à. Nên là Đào nguyên một đêm Đào thức. Đó là định làm bức tranh này xong nè, vô tầm sư học đạo. Nếu mà người ta thấy mình có qua tay cái người ta nhận mình làm đệ tử. Nói Đào nghe nè, bây giờ Đào có 100 nút, 1000 nút cũng không làm đẹp bằng người ta nữa. Người ta làm bằng nút là những cái nút mua sỉ về số lượng nhiều, hoặc là từ những cái áo, cái quần đã bỏ đi rồi. Có ai đâu áo quần mà mặc đi lặt nút để mà làm tranh. Ồ, vậy là sai rồi. Bây giờ muốn tầm sư học đạo thì để Dự dắt cho đi. Chủ nhân của những bức tranh làm bằng nút đó là Quý Thành. Mời quý vị theo Minh Dự và Kim Đào nha. Quý vị ơi, Minh Dự đã dắt Kim Đào tới cái nơi cư ngụ của chủ nhân của những bức tranh làm bằng nút, anh Quý Thành. Chào Dự, dạ. Chào Đào. Chào Thành. Kim Đào sẽ đồng hành cùng Dự ngày hôm nay. Thành có thể giới thiệu về bản thân để Kim Đào cũng như quý vị khán giả biết thêm về Thành được không? Thì xin giới thiệu thì mình tên là Nguyễn Phúc Quý Thành. Mình 28 tuổi. Thì công việc trước đây của mình là kỹ sư hóa học. Giữa cái việc mà kỹ sư hóa học với lại cái bức tranh làm bằng nút áo thì nó có sự liên kết nữa không mà mình chuyển hướng sang cái này? Thứ nhất là cái ngành này nguy hiểm. Thứ hai là ngành này là kiểu như là nó trong khuôn khổ quá. Rồi sau đó là em chợt ngồi trong mini top với bạn em buổi trưa thì em thấy cầm điện thoại em thấy người ta làm tranh bằng nút áo. Tại người ta chỉ nêu cái ý tưởng nút áo cũng có thể làm nên bức tranh. Và em thấy nước ngoài người ta cũng có làm. Em nghĩ là ngành này Việt Nam chưa ai làm. Mình nút áo, vỏ dây điện hay đồ nhựa là đại diện cho nhựa hết. Thì mình nghĩ là lấy một cái thứ gây hại cho môi trường mà làm nên những cái tác phẩm nghệ thuật đẹp thì nó quá tuyệt vời. Sau đó là em sáng tạo nên nhiều tác phẩm của riêng em. Trong 2 năm em làm cũng không ai quan tâm, đăng lên Facebook cũng không ai quan tâm, toàn là nhận những cái lời chế giễu với chơi cười không. Thì khi mà mùa dịch đó em làm những cái bức tranh cổ động phòng chống dịch thì truyền thông tìm tới đó, rồi dần dần cũng nhiều người biết đến em. Có thể thứ nhất là tạo ra những cái tác phẩm đẹp, thứ hai là có thể tuyên truyền. Thì em làm ra cái dòng tranh cổ động về Covid-19 em tặng cho các bệnh viện và lãnh sứ quán. Em rất vui vì nói chung là em nghĩ là cứ cố không bao giờ từ bỏ thì sẽ một ngày sẽ được mọi người công nhận. Cái quan niệm sống của em là dù sống mình cũng có thể thất bại, cũng có thể thành công, nhưng mà tuyệt đối mình đừng có sống nhạt nhòa. Cho nên em muốn có một cái gì để dấu ấn riêng của em. Ba mẹ lúc nào từ hồi nhỏ lúc động đốc lúc con ráng học, người lớn làm giám đốc, làm kỹ sư như con, làm trưởng phòng như con, ký chữ ký mấy trăm triệu mấy chục triệu như con, tâm lý chung. Nhưng mà hiếm cha mẹ này hiểu được, con mình chỉ thăng hoa trên cái đam mê thôi. Đúng rồi. Đó, cho nên vấn đề này cũng là vấn đề chung thôi Thành, không sao hết. mà anh chơi vừa hỏi để ba mẹ an tâm thì tới giờ Thành đã tạo những niềm tin nào từ những sản phẩm của mình? Thứ nhất là Thành làm cho cộng đồng, thứ hai Thành cũng làm để bán, để làm kinh tế. Những đối tượng khách hàng mua tranh thì là những giáo viên, tại giáo viên cũng hay mua tranh Thành để trưng ở trong trường, những người mà thích món quà lưu niệm với là những người nước ngoài. Vậy thì ở đây Kim Đào đang cầm một bước về đây, nhân vật tuổi thơ này là phải không? Doraemon đó, rất là dễ thương mà cái màu sắc nó cũng cân đối hài hòa, như Thành nói là mình phối màu đó. Và ở đây nè, đây người dơi Batman đó. Vậy thì cho Dự hỏi là ngoài những nhân vật hoạt hình này ra trong phim ra thì Thành còn làm tranh từ nút áo với những cái thể loại tranh nào? Có bức mà tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19, như là bức này là sử dụng nút like và nút enter đúng đắn trong mùa dịch để cổ động mọi người. Còn đây là phòng chống dịch Covid-19. Thường thì một bức tranh của mình như vậy thì Thành mất khoảng là bao lâu mới hoàn thành được? Thì những bức nhỏ như vậy thì cỡ trong một ngày, nếu mà cứ cặm cụi cứ làm trong một ngày. Vậy là mình trước những cái bước đầu tiên của khi mà mình làm tranh là như nào? Mình có vẽ trước hay là cái gì không, hay là mình chỉ nhìn vào cái trực quan của mình đính vô thôi? Những bước đầu tiên của Thành làm là ban đầu là mình chọn cái nền, sau đó là mình phải nghĩ trong đầu là có loại nút nào để hợp cái nền đó. Rồi sau đó là một là mình vẽ phác thảo bằng tay, hai là nếu mà mình cũng có thể photo chỉnh sửa cái nút mà cho nó vô vị trí hợp lý. Thành ơi, Dự thấy bây giờ á, mọi người rất thịnh cái tranh chân dung, vậy thì cái số lượng chân dung mà làm bằng nút á, Thành có bán được nhiều không? Thì làm chân dung bằng nút áo thì đó giờ Thành bán được 2 bức, còn 2 bức Thành tặng cho nghệ sĩ Bảo Trí và cho MC Thành Trung. Vậy thì mình có nghĩ tới cái hướng phát triển, ví dụ như là mở riêng một cái nơi để mình bán tranh bằng nút, hay là mình phát triển trên mạng xã hội để PR về cái nghề mình đang làm không? Hiện tại thì Thành cũng có thương hiệu, Thành cũng bán online, còn nhà Thành là kiểu như shop online. Mai mốt Thành nghĩ là sẽ mở cái tiệm cà phê thiết kế bàn ghế bằng vật liệu nhựa bằng nút, rồi treo tranh bằng nút áo vật liệu nhựa. Nguyễn Phúc Quý Thành, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là một chàng kỹ sư hóa học với công việc ổn định. Thế nhưng vì nhận ra tác hại của sản phẩm nhựa đối với môi trường mà Thành quyết tâm theo đuổi nghề tranh nút áo, một nghề nghiệp lạ mà trước đó vẫn chưa có người tiên phong ở Việt Nam. Để biến nó thành một nghề thực sự, Thành chia sẻ, trong lúc học ở trường, anh bắt đầu biết về cách phối màu sắc với nhau. Ngày nào anh cũng cầm cuốn bảng màu và dần dần có niềm yêu thích với các màu sắc nói riêng và mỹ thuật nói chung. Đam mê là thế, nhưng trước đó Thành chưa từng học qua một khóa vẽ tranh nào. Những tác phẩm đầu tiên của anh còn chưa trau chuốt và cần rèn luyện thêm rất nhiều. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, trong những bước đi đầu tiên, Thành còn phải chịu áp lực từ nhiều phía khi những người xung quanh và gia đình phản đối việc một kỹ sư hóa học có bằng cấp lại đi làm tranh nút áo. Một mình đi trên con đường khác biệt, nhưng Quý Thành chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh đã kết hợp hai niềm đam mê là mỹ thuật và bảo vệ môi trường của mình lại với nhau. Từ đó Thành bắt đầu hành trình tái chế những chiếc cúc áo cũ bỏ đi, những hạt nhựa vụn được thu gom lại, tạo thành dòng tranh nút áo độc đáo, sáng tạo. Với sự kiên trì của mình, giờ đây Thành đã trở thành một trong những nghệ nhân nút áo đầu tiên ở Việt Nam. Tranh của anh đa dạng các thể loại, từ tranh chân dung đến tranh đồ vật, tranh hoạt hình và vân vân. Nhưng mà những cái nút, những cái vật liệu nhựa tròn tròn, dẹp vậy nè, rồi mình kiếm nguyên liệu ở đâu? Đây gọi là những cái hạt nhựa, có một cái chỗ gom lại những cái nút áo cũ bỏ đi, những cái hạt nhựa bỏ đi thì Thành mua rẻ lại. Hay quá ha. Đào có nhu cầu Thỏ nhà Thỏ có cần tranh thì thích thể loại gì không, đặt hàng đi. Thì định làm mà qua đây học để làm, nhưng mà thấy cái bức tranh của Đào rất là đẹp luôn. Chứ nhìn thấy người ta công phu đẹp đẽ quá, mình nó kiểu như là nhìn mẫu giáo vậy á. Không, mình cất vô đi để mình trưng bày những cái tác phẩm của Thành ra rồi. Nhưng mà những cái sản phẩm làm ra một tác phẩm tranh như vậy là cái mức giá dao động từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Những cái tác phẩm này thì mấy bức nhỏ thì cỡ 200-300, cũng cái bức nhỏ hơn thì 780, 100 mấy. Yeah. Còn mức lớn thì 1 triệu mấy. Yeah. Nói chung đủ tầm giá, đủ thể loại. Hồi nãy giờ Đào coi quá nhiều tác phẩm luôn á. Giờ Đào rất là thích luôn, Đào muốn một lần được trải nghiệm làm tranh nút áo. Không biết là Dự có dám chơi thử thách không? Có đứa nào làm đẹp hơn nè? Đứa nào làm đẹp hơn thì làm xong hãy nói. Quan trọng là bây giờ mình nhìn đơn giản, đừng có tưởng lấy nút áo gắn lên là xong. Đó, nó thuộc về chất xám nhiều lắm nên thôi mình cứ trải nghiệm trước đi. Ừ. Đó. Ok, Thành sẽ sẵn lòng, Thành chỉ tận tâm để Đào với Dự ra những tác phẩm đẹp. Chỉ gồm 98 màu cơ bản thôi. Nó chỉ gồm 98 màu cơ bản thôi. Trời đất ơi, xong mới được đi trảy hội đó. Rồi biết lựa tới chừng nào. Ôi, không có lựa nó đâu, nhức đầu quá à. Giờ cho làm tranh đi. Phải lựa màu nào ra màu đó mới làm tranh được chứ. Ủa sao Dự không lựa đâu, Dự bắt tôi lựa. Dự làm tranh, lựa màu là Đào làm. Không, giờ làm bức tranh gì tôi chỉ lựa những cái màu đó thôi. Nói chứ làm tranh thì chỉ cần những cái màu cơ bản vậy thôi. Màu cơ bản là màu gì? Màu cơ bản hả? Là mình làm tranh nha Thành nha. Rồi. Dạ. Bây giờ mình làm thành gì đây Thành? Thì Thành nghĩ là mình nên làm thành cái cây. Cây thì ý nghĩa là dù có khó khăn nào thì cái cây nó vẫn mạnh mẽ trong giông bão gió. Dạ. Đó, thì đó là ý nghĩa. Mình làm cây bự không Thành? Không, mất khổ giấy là cây là bự lắm luôn á. Cây này là phải vượt qua bao nhiêu bão táp phần 3 nó phải bự. Làm cây bự đi nè, đó cái phần này rồi Dự làm, Đào lựa thôi. Giờ mình bắt đầu từ màu nào Thành ha? Thì làm hình cái cây thì mình bắt đầu là cái thân cây thì mình làm màu nâu. Cứ lựa những cái nút màu nâu, đừng có làm cùng một màu, làm khác màu, ví dụ nâu đậm, nâu nhạt, nút to, nút nhỏ lấy ra. Thì nếu mà muốn làm nhanh á thì đổ keo ra, xong rồi lấy cái muỗng chán ra như là bánh tráng, rồi mình lấy nút mình lắp lên, cái đó là làm nhanh. Còn nếu muốn làm tỉ mỉ, làm chậm á, vừa làm vừa xả stress á thì đó, rồi đứng lên. Lấy cái giá luôn Đào, rồi lấy cái muỗng. Lấy cái giá luôn Đào, rồi lấy cái muỗng. Tình trạng tiêu thụ quá mức đồ nhựa sử dụng một lần ở các thành phố lớn đã dẫn đến một gánh nặng không nhỏ cho việc làm thế nào để xử lý rác thải nhựa. Thống kê từ các tổ chức như WHO, EPA cho thấy, trong số 6,3 tỷ tấn là rác thải nhựa đang tồn tại trong môi trường, thì chỉ có 9% rác thải nhựa được tái chế, 12% rác thải nhựa được đốt, 79% còn lại tồn tại trong môi trường tự nhiên, bao gồm cả môi trường biển. Dự báo năm 2050 sẽ có hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa được chôn lấp hoặc xả thẳng ra đại dương. Đây là một tình trạng đáng báo động, là thông tin mà tất cả chúng ta đều nên biết. Rồi mình để thêm cây. Ở đây thì cỏ. Cỏ cho nó màu xanh. Thì ngoài nút áo, cỏ màu đen. Ok, cỏ màu đen nha. Ôi, Đào thích là giống như Đà Lạt là cỏ hồng được không? Này có mấy cái nút màu hồng, cỏ hồng. Có. Thì tùy mình, cái này sáng tạo mà vô giới hạn. Bởi vậy Đào thích sáng tạo theo cách riêng của mình. Ê Dự, làm xong với cây cái mình làm hai đứa đứng dưới cây là hai đứa mình. Tới sáng mà. Không, Dự làm mình Dự thôi. Dự không thích ngắm cảnh chung với Đào. Tỉnh rồi đó. Nói chứ làm Đào đua toàn ten trên cành cây á. Làm Đào thành công chúa ngủ trong rừng nha. của hoàng tử không? Không. Ví dụ mình làm cái cây này rồi bao lâu mình xong bức tranh nếu mà Thành làm? Bức này thì cỡ trong 3-4 tiếng hoặc là 4-5 tiếng. Nếu mà làm xiên cặm cụi làm. Đưa dự chắc cặm cụi à, còn muốn còn làm biến thì cỡ mấy ngày. Thì đó, mình có thể làm ở trong cái thân này. Dạ yeah. Làm cho đẹp cái tác phẩm của hai đứa đó. Hồi đó giờ lúc mà cái tấm đầu tiên của Thành làm là Thành làm về cái gì? Thì ở Việt Nam chưa làm cái bộ môn tranh này, thì tấm đầu tiên Thành làm á, Thành cũng không biết học ở đâu, Thành cũng không biết hỏi ai hết, Thành tự tìm tòi. Thì Thành photo Thành cái thân cây ra, rồi mấy cái cành cũng photo, rồi mấy cái lá Thành thế Thành đúc áo đủ màu sắc hết, Thành dán lên coi nó ăn keo trên giấy ha. Yeah. Vậy là cái tác phẩm đầu tiên cũng là cái cây luôn đúng không? Mà nó nhiều màu. Ừ, cũng là cái cây. Thành nhớ là ngày mà Thành làm là cái đó là người ta coi World Cup. Ai cũng coi World Cup, mà Thành ngồi Thành cặm cụi, Thành làm từng hạt nút. Vậy hả? Cái bức tranh đó là bây giờ Thành còn giữ không, là Thành bán rồi? Thành thì Thành gỡ nút ra, Thành làm bức mới. Thì Thành vẫn còn chụp trên mạng xã hội, trên Facebook. Y tính ra này mình làm tranh này cũng lợi lắm nha, lỡ một quần áo mình có đứt nút của mình cắt ra cái mình mà may vô lại được cái dự, đúng không? Tưởng tượng cái bức tranh con người, cái mặt mà tới hai con mắt màu đen nè, tháo bớt con mắt ra làm nút quần thấy kỳ không? Nút áo đó, xong rồi bữa nào mà có khách lại nhà thì mình tháo cái nút đó ra mình làm con như... mắt lại. Ừ, kỳ vậy đó. Cái này cũng linh hoạt lắm nha. Ôi này lấp lánh quá nè. Đó, y cái nhiều, tính ra là có rất là nhiều loại nút nha, mình cứ tưởng đâu là có một loại nút à. Một hồi trong xin lỗi, em bị mắc cười. Tôi đã ngồi lừa nút được 5 phút rồi nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi. Tôi đã ngồi lừa nút được 5 phút rồi nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi. Đúng rồi, nên nghỉ ngơi đi chứ hát không vô nhịp hát gì nữa. Mệt quá à, nhìn mấy cái nút đó, nó nhiều màu quá chóng mặt quá Dự ơi. Bây giờ kìa, công mình làm thì ít, công mình phá thì nhiều. Và trong lúc Thành hoàn tất xong cái bức tranh rồi mình hát một câu tặng người ta đi. Hát bài gì vợ? Bài gì liên quan tới cái áo, cái nút sợi chỉ đồ đó. À, có một bài nè. Áo anh sức chỉ chứ đương tà, vợ anh chưa có ý à, chứ mẹ già chưa khâu, ý ý. Trời, bộ tính mai là mối với người ta luôn hay gì mà hỏi vợ chứ có, mẹ già chưa khâu. Đâu có mai mối gì đâu. Nếu được thì cho em xin, em về em lấy, em đơm cho mình, Trời ơi. Trời ơi. Cái này ném về cua người ta luôn. Chứ là giúp đỡ cái gì. Áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu, nút anh để ở nơi đâu, gom đủ số lượng bắt đầu làm tranh. Trời ơi, hay vậy? Là tại vì làm áo mình làm tranh luôn. Đó, mình nói mấy câu rồi mà người ta làm tới cỡ nào. Cái thân cây đầy dung luôn rồi kìa. Nhìn là biết cái cây này cũng khoảng ngàn năm. Mình làm những cái cây non, cây dại, hiểu không? Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến suốt trong 2 năm là 2020 và 2021, Quý Thành đã thực hiện các tác phẩm chủ đề cổ động các y bác sĩ ở tiền tuyến chống dịch và các tranh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gửi cho các bệnh viện. Điều này đã giúp tiếp thêm động lực cho tất cả những cán bộ ngành y đang nỗ lực chiến đấu với Covid. Dự án ý nghĩa này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ý thức phòng chống dịch bệnh cũng từ đó được nâng cao. Cây mà coi bộ cây này cũng lớn à, phải lâu năm à, mình kêu là đại thụ đi, cái tán cây mới sum xuê vậy đó. Đó, mỗi bức tranh là biết bao nhiêu công sức và cái trí tưởng tượng dồi dào lắm quý vị, nó có ý nghĩa riêng của nó. phải là bỏ rất là nhiều thời gian tâm trí vào trong này. Thì cũng như Thành hồi nãy chia sẻ đó, thì đến hiện tại bây giờ gia đình vẫn chưa có ủng hộ việc làm tranh nút của Thành. Thì qua chương trình hôm nay nè, Thành muốn nhắn gửi gì đến với gia đình của mình hay không? Thì Thành nghĩ là Thành sẽ dùng năng lực và khả năng của Thành và sẽ cố gắng hết sức để tạo ra các tác phẩm đẹp, để lan truyền những điều tích cực, truyền cảm hứng đến với cộng đồng và mọi người. Thì Thành nghĩ là cái chân thành của đó thì một ngày nào đó gia đình sẽ hiểu, bạn bè sẽ hiểu. Dạ quý vị ơi, mỗi người một sở thích, mỗi người một đam mê. Và Dự thấy là cái sự thành công và thăng hoa đó chỉ xuất hiện khi mình làm đúng với đam mê của mình. Và Dự mong rằng một thời gian tới nhìn những tác phẩm công sức, tâm huyết, mồ hôi nước mắt mình làm ra, nó vừa mang tính giải trí, vừa mang ý nghĩa trong cuộc sống, thì ba mẹ và gia đình của Thành cũng sẽ thông cảm và bắt đầu cởi mở hơn với cái tài năng của con trai mình. Dạ, xin chúc cho Thành thật nhiều sức khỏe, luôn luôn sáng tạo giỏi, nhiều trí tưởng tượng để mà mình làm ra những cái bức tranh mới hơn, lạ hơn và đáp ứng với những cái nhu cầu giải trí trong cuộc sống nha. Cảm ơn Dự, cảm ơn Đạt. Minh Dự rất cảm ơn Quý Thành đã dành thời gian để chia sẻ về những tác phẩm nghệ thuật của mình. Quý vị khán giả ơi, hãy cùng Minh Dự và Kim Đào theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, phát sóng lúc 19 giờ trên kênh HTV7 thứ Bảy hàng tuần nha.